đây là nông nổ nè các bạn, đây là nông nổ nè, đây là cây hút trà sữa nè. Đây là cái nồi đó, đây các bạn ơi, đây là cái nồi cơm điện nha, ở nhà của mình xách đi nha, chứ không phải là cái nồi mình lượm bà rồ nha, nãy mình cho bộ thôi nha các bạn, cho bộ nha, mình xách cái nồi cơm điện đi nha, bác nha. Đây là cơm điện ở nhà đây đó, mà nó hư rồi mình lấy ra đó, mình lấy mình nấu nước luôn nên nó bị đen này, thấy không, thấy không. Rồi giờ mình sẽ chờ ăn nó ra thứ. Đây con ăn chúa đây các bạn ơi, mình đã bắt được con ăn chúa rồi, các bạn thấy không, đây là con ăn chúa đây, mình đã bắt con ăn chúa rồi, thấy không các bạn, thấy không. Giờ mình sẽ bỏ vô là cái lòng thôi. Rồi
Rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ bỏ con chuối này vô cái lồng đây. Các bạn thấy không? Các bạn bắt cái cánh thôi nha. Bạn bắn cái cánh thôi, đừng có bắt cái bụng nó chết nha. Bắt cái mình nó cũng chết nha. Bắt cái cánh thôi nha các bạn. Rồi. Mình đã bắt ăn chúa. Ra bắt ăn chúa rồi nghe bạn ơi, bỏ vô lồng này nha. Giờ mình sẽ để đây cho ăn nó lên nha. Đây. Không một mình quay hơi khó này đó, mình sẽ bỏ con chúa nó vô cái lồng đây, vô cái nồi cơm điện ở đây. Giờ bây giờ chúng ta sẽ chờ cho ăn. Rồi mình đã bắt con chúa rồi, vì nó ra hết rồi, có gì thấy không? À, nó ra cái nầu luôn thấy không? À, nó bù thấy không? Rất là đẹp. À, có gì thấy không? Đó các bạn không? Nó bù ngoài nữa ngang, mình chỉ cần gom quân thôi. Đó, mình chỉ cần gom quân vô đây nữa là mình thả mông xuống là mình coi như đã xong. Là mình đã bắt được con ong. Đó. Ví dụ như các bạn mà sợ những con ong này nó cắn thì mình có thể ra mua bộ đồ áo mưa. Đó, các bạn mặc vào và đeo bao tay vào. Đó, xong rồi chúng ta sẽ đưa những con chúa này vào ở đây. Đó, vô cái nồi cơm điện này. Rồi chúng ta bỏ mùng lại coi như chúng ta xong một cô ong. Rất là đơn giản nghe các bạn. Thấy không? Ong các bạn thấy nó cũng đã ra nhiều thấy không? Đó. Rồi. Mình để mình có thể gom quân cho các bạn xem luôn nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gom cái quân lại nha các bạn. Ủa đông lắm. Các bạn thấy không? Giờ mình sẽ nó bu vô đây các bạn. Bu mà cái nồi nó cho nó bu vô trong luôn. Chúng ta không cho nó bu ngoài nha, mình cho bu vô cái nồi luôn nha các bạn. Mình hất nó, mình khua nó bay vô hết rồi lại trong cái nồi xong các bạn thấy không? Đó, thấy không? Đó. Bay vô chúa nó thấy không các bạn? Đó. Rồi mình bây giờ coi như đã xong rồi đó các bạn ơi. Đó video này. Rồi video tới đây mình xin tạm dừng video. Rồi cảm ơn các bạn, quý vị anh chị đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì bấm like, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ kênh Vi Tài Vlog nha các bạn. Cảm ơn.
ơn các bạn nhiều nha. Rồi.